một số tội ác có thể được ngăn chặn, số khác thì không. Nhận định này thường được nói đến khi nhắc về Yukio Yamaji, kẻ đã xuống tay với mẹ mình bằng gậy bóng chày, được tha bổng bởi toàn giao dưỡng và nhởn nhơ rồi tiếp tục gây ra tội ác không thể dung thứ với hai cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp. Có thể ngăn chặn tội ác bằng sự dung thứ hay không? Và một kỳ án của Nhật Bản đã khiến mọi người làm luật phải thật sự là xem xét lại tính khoan hồng của công lý trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hôm nay trân trọng giới thiệu với các bạn một sự việc có thật đã gây chấn động toàn xã hội Nhật Bản trong những năm 2000. Chuyện về kẻ ác đã được trao cơ hội để phạm tội. Tội ác sinh ra từ những kìm nén. Yukio Yamaji sinh ngày 21 tháng 8 năm 1983, lớn lên ở thành phố Yamaguchi, Nhật Bản và là con một. Cha thì qua đời vì bệnh xơ gan do nghiện rượu khi mà Yamaji mới học tiểu học, còn mẹ làm nhân viên một cửa hàng. Gia đình thì không khá giả về tài chính nên cái chết của người trụ cột đã ảnh hưởng nặng nề đến cả mẹ và Yamaji. Yukio Yamaji cũng không phải là một học sinh giỏi. Hắn thường thu mình lại, hiếm khi nói chuyện với các học sinh khác, đặc biệt là các bạn nữ, nhưng mà lại nổi tiếng vì những hành động chống đối của mình. Có lần thì hắn đập vỡ cửa sổ ở trường, vắng nhà thường xuyên, và sau khi tốt nghiệp cấp 2, Yamaji quyết định bỏ học và nhận công việc giao báo quanh thị trấn. Trong suốt thời gian này, Yamaji có hẹn hò với một người phụ nữ lớn tuổi sau khi vô tình gặp ở cửa hàng đồ chơi. Sau một thời gian, cô gái mới nhận thấy khoảng cách về tuổi tác khi mà cô đang ở độ tuổi 20, còn Yamaji thì chỉ là trẻ vị thành niên, nên mới đề nghị chia tay, nhưng mà Yamaji vẫn níu kéo lại. Cùng lúc đó thì mẹ của Yamaji biết về mối quan hệ này và đã gọi điện thoại cho cô gái. Điều này khiến cho Yamaji vô cùng là tức giận. Đến ngày 16 tháng 7 năm 2000, khi mới chỉ 16 tuổi, hắn ta đã cầm một cây gậy bóng chày và tác động vào mẹ của mình, đồng thời làm vỡ cửa kính. Ở những cú đánh đầu tiên, mẹ của Yamaji vẫn còn sống. Bà cố bám trụ và đi qua những mảnh thủy tinh để trốn thoát. Tuy nhiên hắn ta tiếp tục ra tay liên tiếp, nhiều đến nỗi không thể nhớ rằng việc này kéo dài trong bao lâu, theo như những lời khai với cảnh sát. Cuối cùng thì bà ấy tử vong do chiếc gậy bóng chày. Vài ngày sau khi xuống tay với mẹ mình, Yamaji mời bạn gái ăn trưa. Sau đó thì hắn tự thú với cảnh sát và được chuyển đến tòa án cho gia đình và những người chưa thành niên. Tại đây thì hắn khai động cơ mà ra tay với mẹ là vì bà đã tiêu xài hoang phí, nợ nần chồng chất, và đỉnh điểm là liên lạc với bạn gái, yêu cầu là chấm dứt mối quan hệ với hắn. Phán quyết sai lầm. Dựa trên hoàn cảnh sống của Yamaji, bao gồm cả cái chết của người cha và thực tế là họ gặp khó khăn về tài chính, đồng thời thì tòa án cho rằng Yamaji ban đầu không lên kế hoạch cho cái ác của mình và là đối tượng có thể cải tạo, nên là mới gửi hắn đến một trung tâm giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên ở Okayama. Tại đây, Yamaji đạt được một số bằng cấp, bao gồm cả những bằng cấp về kỹ thuật hàn và vật liệu nguy hiểm. Yamaji cũng đã trải qua một số bài kiểm tra tâm lý cho thấy rằng hắn mắc chứng rối loạn phát triển, khiến không thể nào hình thành các mối quan hệ lâu dài. 3 năm sau đó, hắn được ân xá vào năm 2003. Không lâu trước khi được trả tự do, Yamaji đã nói với luật sư của mình, Shingo Uchiyama, rằng hắn ta rất tiếc vì đã gây án với mẹ, nhưng mà đây là điều không thể nào tránh được. Sau khi được thả, Yamaji đến thăm bà của mình. Bà đã đề nghị hắn đến thăm mộ mẹ nhưng bị từ chối. Hắn chuyển đến một thành phố khác và tìm được công việc tại tiệm Panchiko. Đôi lúc thì Yamaji trở về quê hương vào những ngày nghỉ để tìm kiếm người bạn gái ngày xưa, nhưng cũng không thể tìm thấy. Tuy vậy, hắn lại liên tục bị cáo buộc ăn cắp tiền từ nhiều tiệm Panchiko khác nhau. Yamaji đã kết giao với một số thành phần bất hảo ở Panchiko. Bọn họ cùng nhau đi khắp Nhật Bản và ghé thăm câu lạc bộ tiếp viên, nơi mà những người đàn ông đến sau giờ làm và được những cô gái xinh đẹp tiếp rượu. Tuy nhiên là vì quá nhút nhát trong việc giao tiếp với phụ nữ, khó khăn trong công việc kết giao với những người không phải là bạn thật sự, đã khiến cái sự thất vọng, chán chường và tự ti của Yamaji tăng lên. Sau khi chuyển chỗ ở và sinh sống trong một khu chung cư ở Osaka, Yamaji gặp được hai chị em tên là Asuka và Chihiro Uehara, hàng xóm tại khu chung cư này. Yamaji nhanh chóng bị vẻ đẹp của họ thu hút, đặc biệt là với Asuka, vì cô có nét giống với người phụ nữ mà hắn đã từng hẹn hò năm xưa. Hắn ta mới quyết định theo dõi để tìm ra nơi Asuka làm việc. Thế rồi đến ngày 16 tháng 11 năm đó, để chắc rằng không có ai sống trong căn hộ cùng với hai chị em nhà Uehara, Yamaji quyết định đột nhập. Hôm sau khi mà Asuka trở về, Yamaji đã chờ sẵn bên trong căn hộ và tấn công cô. Hắn cũng làm điều tương tự với Chihiro. Sử dụng con dao, hắn tác động thẳng vào mặt và ngực của hai cô gái, rồi cưỡng đoạt thể xác của họ, giải thích rằng thấy kích thích và sảng khoái khi làm điều này. Sau khi thực hiện tội ác, hắn ta hút thuốc trên ban công, lấy trộm đi 5.000 yên và phóng hỏa cả căn phòng. Lính cứu hỏa đã tìm thấy cơ thể của hai chị em trong căn hộ và một cuộc điều tra giết người được bắt đầu. Sự nghi ngờ nhanh chóng rơi vào Yamaji, người sống cùng khu chung cư. Nhanh chóng thì vào ngày 5 tháng 12, Yamaji bị đưa đến để thẩm vấn và thú nhận đã làm nhục, rồi xuống tay với cả hai cô gái. Trong lời khai với cảnh sát, Yamaji đã nói: "Lý do tôi ra tay là vì tôi lại có thể cảm nhận được niềm vui tương tự như lần đã làm với mẹ trước đây. Vì vậy tôi phải quyết định thực hiện thêm lần nữa. Mục tiêu có thể là bất kỳ ai. Tôi muốn nhìn thấy đổ máu." Kể cả là khi đối mặt với luật pháp, Yamaji vẫn không ngần ngại che giấu đi bản tính của mình. Hắn sẵn sàng nói chuyện với cảnh sát và công tố viên, vì công tố viên thì là một phụ nữ xinh đẹp, sẵn sàng giải thích về vụ làm nhục, xuống tay và động cơ của mình. Hắn cũng nói với họ nơi giấu vị trí hung khí là trong sân của một ngôi đền. Sau khi bị bắt, Yamaji bị phía công tố buộc tội là thủ phạm của hai vụ. Tuy nhiên là luật sư bào chữa cho Yamaji đã cố lập luận rằng hắn ta không thể phân biệt đúng sai khi phạm tội, và đặt ra câu hỏi liệu hắn có đủ thẩm quyền để mà hầu tòa hay không. Họ mới yêu cầu Yamaji trải qua một cuộc đánh giá tâm thần cũng như là các bài kiểm tra khác. Luật sư bào chữa cho Yamaji thông báo với tòa rằng hắn ta được chẩn đoán mắc hội chứng Appenzer, một dạng của bệnh tự kỷ, và cho rằng hắn không thích hợp để hầu tòa. Tuy nhiên là thẩm phán đã đứng về phía công tố viên và cho rằng Yamaji có đủ năng lực và bắt buộc phải hầu tòa. Trong phần khai mạc của phiên tòa đầu tiên, các công tố viên công bố những bằng chứng cho thấy sau khi được thả khỏi trường cải tạo trẻ vị thành niên, hắn ta đã di chuyển từ nơi này sang nơi khác và lấy trộm tiền từ các tiệm Panchiko. Các công tố viên lập luận rằng Yamaji đã có ý định trốn cảnh sát và sống bằng số tiền hắn ta lấy trộm của hai chị em nhà Uehara. Đến tháng 5 năm 2006, Yamaji đã nhận tội tại tòa án quận Osaka về tội ra tay với hai chị em nhà kia. Bây giờ thì việc quyết định bản án của anh ta là tùy thuộc vào thẩm phán. Theo Yamaji suy đoán, rõ ràng là mình sẽ bị kết án tử hình. Tôi sẽ bị kết án tử hình, nhưng tôi không sợ chết. Luật sư bào chữa cho hắn ta thì cũng nói rằng Yamaji không muốn sống và cảm xúc của anh ta cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Có lẽ là đến tận cuối đời, anh ta cũng sẽ không cảm thấy hối hận hay là sám hối từ tận đáy lòng mình. Thẩm phán thì sau đó đã kết án tử hình Yamaji vì tội ác của hắn. Bị cáo đã trở thành ác quỷ, các nạn nhân thì phải sống trong những phút giây sợ hãi và đau đớn không thể nào tưởng tượng. Việc đưa ra mức án tử hình là điều không thể thay đổi. Theo thẩm phán, một trong những lý do đằng sau bản án này là vì Yamaji đã không hề có thái độ kiểm điểm về hành vi phạm tội của mình. Vào năm 2009, Yamaji bị thi hành án tử khi chỉ mới 25 tuổi. Tính đến thời điểm đó, hắn ta là người trẻ nhất bị hành quyết kể từ năm 1972. Người bị xã hội bỏ rơi. Có vẻ như là Yamaji chỉ tồn tại chứ không sống một cuộc đời thật sự. Hắn đã mất hết ý chí sống và cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ được phục hồi. Không xin lỗi, không tỏ ra hối hận hay thậm chí có vẻ như là muốn có cơ hội khác trong đời mình. Hành động và lời nói của Yamaji trước tòa cho thấy rõ ràng đang cố tình đưa ra án tử cho mình. Quá trình lớn lên, cái chết của người cha, thái độ của người mẹ và sự mất mát của người phụ nữ Yamaji yêu đã ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của hắn sau này. Cuộc đời của Yamaji là một trong những ví dụ điển hình cho nhiều trường hợp khác ngoài xã hội, bắt nguồn từ việc thiếu hỗ trợ và quan tâm cho những người mắc bệnh tâm lý, đặc biệt là những người không dư giả về tài chính. Ngay cả ở Nhật Bản, một quốc gia hiện đại hóa và giàu có, một số người vẫn sống trong cảnh nghèo đói và không thể nào nhận được sự hỗ trợ về tài chính cũng như tinh thần họ cần. Nếu mà có một số hệ thống và sự giúp đỡ sau khi cha của Yamaji qua đời, có thể là hỗ trợ người mẹ và cậu con trai nhỏ tuổi, có lẽ Yamaji đã không xuống tay với mẹ mình. Nếu mà nhà trường chú ý đến hành vi của Yamaji hoặc chính phủ can thiệp khi cậu ta không đi học cấp 3, Yamaji có thể đã sống được một cuộc đời bình thường. Kể từ sau lần phạm tội đầu tiên, thay vì nhận được sự giúp đỡ từ các chuyên gia sức khỏe tâm thần, hắn đã bị thả ra đường để tự bảo vệ mình. Tàn vỡ đơn độc và không ai giúp kiểm soát sự thôi thúc cũng như bệnh tâm thần khiến cho Yamaji cướp đi nhiều sinh mạng hơn nếu như có ai đó đã từng can thiệp. cậu bé này có thể đã trở thành một người đàn ông tốt, được cải tạo và phục hồi. Thay vào đó, hắn ta trở thành nỗi xấu hổ và sự nhục nhã trong lịch sử của Nhật Bản. Và nếu mà những kỳ án luôn là niềm thu hút đặc biệt với bạn, kính mời các bạn đón xem tiếp video. Tra án bộ xương trên gác mái chấn động Trung Quốc đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.